Chào mừng các bạn đã đến với kênh Cuộc Sống Quanh Ta. Kênh Cuộc Sống Quanh Ta chia sẻ về những chuyến đi du lịch, những món ăn và các loại hoa các bạn nha. Mến chào các bạn. Các bạn ơi, hôm nay mình chia sẻ cho các bạn xem cách làm giá đỗ tại nhà nha. Thì ở trên tay mình chỗ này là 100g đậu xanh á. Cái đậu xanh này là mình mua là đậu xanh mà người ta cũng mới thu hoạch á các bạn. Chứ mình sử dụng cái hột đậu xanh mà để lâu quá, để qua cả năm rồi thì có nhiều khi là nó cái tỷ lệ mà nó mọc á, nó ít. Còn đây là đậu xanh mới á. Thì chỗ này là cái đậu xanh của mình đã nhặt đi những cái hạt bể hoặc là những cái hạt sâu, mình đã nhặt sạch sẽ rồi nha. Rồi cái nguyên liệu mà để mình làm nữa thì đây là có nước vôi trong này các bạn. Mình mua cái vôi trắng mà người ta ăn dầu á, rồi mình cho một ít thôi. Cho vô cái nước rồi cái mình khuấy đều lên. Giờ mình để thì nó đã lắng xuống như vậy rồi. Thì bây giờ là đầu tiên á, là mình sẽ múc cái nước vôi trong này á, mình chế vô cái đậu xanh này nè các bạn. Mình chế cho nó nhiều nhiều nước nha, để khi nó nở ra thì nó vẫn còn nước chứ nó không có bị khô. Và mình chế, mình ngâm vô với đậu xanh này cho tới lúc mà mình thấy cái hộp của nó mà nó đã nứt ra, cái vỏ của nó nứt ra mà nó chuẩn bị để nó mọc mầm á, thì mình mới mang vô ủ nha. Mình cứ để vậy mình ngâm. Đậu xanh mình đã ngâm được khoảng 7-8 tiếng rồi các bạn. Và mình cũng đã thấy nó cũng có một hai hột cái nứt mầm rồi này. Thì ở đây là mình có chuẩn bị hai cái miếng vải mùng nha. Và mỗi một cái là mình xếp vô là 4 lớp này. Mình đã cho nó ướt hết rồi nha. Rồi mình lót nó ở phía dưới này nè các bạn. Ở đây mình có sử dụng một cái rổ và một cái thau. Cái thau này khi mà mình đặt cái rổ lên á thì nó vẫn còn một cái khoảng trống ở dưới nha. Rồi mình lót một cái lớp vải mùng là 4 lớp á. Và mình sẽ cho cái đậu mà mình đã ngâm vô nè. Mình rải đều. Vì đậu mà mình ngâm với cái nước vôi á thì cái vỏ của nó có cái màu đen đen đó các bạn. Nhưng mà không có sao. Vì mình làm với nước vôi thì khi mà nó ra cái cây giá nó cứng. Nó cứng cái cây giá hơn nha. Vôi này là vôi ăn trầu cũng tốt chứ không có sao hết. Mình rải đều. Sau khi mà mình đã rải đều cái lớp này lên như vậy rồi thì mình phủ lên đây cũng một cái lớp, cũng một lớp vải mùng mà 4 lớp như vậy luôn đó các bạn. Đó. Ở đây mình có sử dụng một cái dĩa nhựa mà nó cái phần này nó cạn cạn thế này. Mình đặt để đằn lên trên cái miếng ở bên trên, rồi mình lấy thêm một cái chén nữa để mình đè để cho nó có cái độ nặng á. Thì khi mà cái giá nó lên thì nó sẽ đẩy cái dĩa này lên và cái giá nó mới mập nha. Rồi khi mà mình đã làm xong hết thì mình sử dụng một cái bao ni lông màu đen á, mình phủ nó vô để cho nó ở trong cái chỗ cái bóng tối ha. Rồi mình sẽ ủ vô đây rồi khoảng cỡ 6-7 giờ đồng hồ sau thì mình mang ra để mình tưới nha. Đậu xanh của mình á, mình đã ủ được khoảng 8 giờ đồng hồ rồi nè.
Bây giờ mình mở cái bao ni lông ra nha. Rồi bây giờ mình đổi chuyển cái thau mà để lót á, mình chuyển, mình không có lót bằng cái thau này nữa nha. Mình sẽ đổi một cái thau lót ở dưới thì mình lót cái rổ vô nó sát hơn này. Đây, mình đặt như vậy ha. Rồi mình sẽ gỡ cái chén đậy trên cũng như cái dĩa đậy trên ra nha. Và mình cứ để yên cái lớp vải mùng này như vậy nha. Rồi mình sử dụng cái nước vôi mà hôm qua mình còn lại các bạn. Mình chế qua bên này. Mình chế để cho nó ngập cái đậu xanh ấy nha. Rồi. Như vậy là cái lượng nước á là nó ngập với đậu xanh rồi này các bạn. Và mình cứ để như vậy để cho đậu nó hút nước trong khoảng cỡ 5 phút ha. Vì mình cố tình mình đặt nó vô trong cái chậu này này để cho cái đáy của cái rổ nó sát với cái đáy chậu á, thì khi mà mình chế nước vô á, thì nó ngập đậu nha. Và mình để ngâm vậy trong 5 phút. Sau khi đậu mình đã ngâm được khoảng 5 phút rồi các bạn, thì mình nhấc cái rổ đậu của mình lên nè. Rồi mình đưa qua lại cái thau bên này. Thì thau bên này nó, cái rổ với cái thau nó có cách một khúc á, cho nên là nó sẽ ráo cái nước, nó sẽ đọng ở dưới chứ nó không có bị đọng ở trên đậu nha. Rồi mình lại cứ tiếp tục mình để cái dĩa lên. Mình chặn như vậy để khi mà cái hạt đậu á, mà nó lên cây, nó đẩy cái dĩa này lên, thì cái cây giá nó mới thẳng mà nó đẹp nha. Rồi mình cũng đành lên một cái chén này. Xong mình lại tiếp tục mình lấy cái bọc xốp đen mình đậy lại, để nó không có cái ánh nắng nó chiếu vô. Và như vậy là khoảng 8 giờ sau mình lại tiếp tục mình tưới như vậy một lần nữa, cũng bằng nước vôi luôn nha. Đậu xanh mình ủ đã được một ngày rồi này các bạn. Giờ mình gỡ cái bao ni lông ra nhé. Rồi mình gỡ cái chén. Mình cũng gỡ cái dĩa này ra luôn. Để mình coi nó thử nó làm sao ha. Đây, như các bạn thấy cái rễ của nó cũng đã nhú nhú lên đây rồi nè. Đây, như các bạn thấy nè, sau một ngày rồi nè. Đó, những cái mầm nó đã như vậy rồi. Rồi, mình mở ra để mình coi thôi. Rồi giờ mình lại ủ lại, tiếp tục mình tưới nước nha. Thì cái lần nào vậy, khi mà mình tưới nước là mình thay cái chậu để mình lót. Mình lót cái chậu mà nó sát với cái rổ. Thì khi mình cho nước vô ngâm á, thì cái lượng nước á, cái nó sẽ ngập đậu xanh á. Mình cho nhẹ nhẹ thôi cho nó khỏi có bị mạnh vô cái chỗ nào nha. Mình lấy cái tay mình hấn lại. Rồi, như vậy là cái lượng nước nó cũng sấp sấp rồi này các bạn. Đó. Rồi mình cứ để như vậy mình ngâm khoảng 5 phút nha. Mình cốt là mình ngâm như vậy á, là để cho cái hột đậu á nó thấm với nước, nó no nước, thì khi mà mình nhấc nó ra khỏi mà nó không có nước á, là nó sẽ coi như phát triển á, cái cây đậu nó mới phát triển nha. Mình cứ để vậy mình ngâm trong 5 phút đi. Sau khi mình đã ngâm đậu ở trong nước được 5 phút rồi, lần này là mình, như các bạn nên nhớ là mình không có sử dụng nước vôi nha. Vì được một ngày rồi là mình chuyển qua mình sử dụng nước lạnh, nước bình thường thôi chứ không có nước vôi nữa nha.
rồi mình để cho hơi ráo rồi mình lại đưa qua cái thau mà nó ở phía dưới này nó có khoảng trống á, để cho nước mà nó có rơi xuống là nó nằm ở dưới cái đáy chậu á, rồi mình lại cũng cứ đặt cái dĩa lên nha, đặt mình đặt cho nó cân, đặt cho nó vừa khít với lại cái mặt đậu á các bạn, thì khi mà cây đậu nó sẽ đẩy lên nha. Rồi sau đó mình cũng dùng cái bao đen để mình phủ và mình mang đi cất ở một chỗ tối tối á, coi như là đừng để cho cái ánh sáng nó lọt vô. Và từ hôm nay cho đến mai, tức là mình phải tưới thêm 2 lần nữa, tức là trong một ngày là mình chia ra 3 lần, mỗi lần là cách nhau khoảng 8 tiếng nha. Như vậy là mình sẽ để một ngày rồi tới ngày mai rồi mình mở ra, trong những cái lần tưới tiếp thì mình không quay, nhưng mà sau một ngày nữa là mình sẽ mở ra để cho các bạn xem nha. Đậu xanh mình ủ giá mình đã ủ được 2 ngày rồi nè các bạn. Giờ mình gỡ cái lớp bọc xốp đen ra. Đây như các bạn thấy là cái giá nó đã đẩy cái dĩa nó đã lên tới trên này rồi nè. Giờ mình gỡ ra nó dễ hơn nè. Đây mình mở để cho các bạn xem này. Đây giá của 2 ngày này các bạn. Đó. Các bạn thấy đẹp không này? Rồi mình mở để mình coi như vậy thôi ha. Rồi bây giờ mình cũng cứ tiếp tục như những cái lần trước á, thì mình cho nó qua cái thau mà nó cạn á, để mình cho nước vô mình ngâm. Cái lần này mình lấy trực tiếp nước từ trên vòi luôn, mình lấy cái tay mình đỡ đỡ đi để cho nó tỏa tỏa ra chứ nó không có bị vô một chỗ nha. Lấy trực tiếp nước ở trên vòi luôn, tại cái lần này là mình phải ngâm nó nhiều á, khi nó đã cao lên như vậy là mình phải ngâm nó, cái lượng nước nó nhiều á, để cho nước nó tỏa tỏa chứ nó không có vô một chỗ nha. Mình cho nước mạnh mạnh hơn xíu nữa. Mình canh canh cho cái lượng nước mà nó vừa ngập giá này các bạn. Nó lên tới đây rồi này. Thêm xíu nữa là nó ngập giá đó. Vậy mà cái lượng nước cũng nhiều rồi chứ. Rồi. Đây, như các bạn thấy này, nước nó lên, cái nó vừa ngập mặt giá đây này. Mình cũng ngâm khoảng, bây giờ giá nó cao rồi thì mình không cần ngâm lâu, mình ngâm khoảng 2-3 phút thôi. Đậu mình ngâm ở trong nước đã được khoảng 2 phút rồi nè các bạn. Mình vớt ra, các bạn thấy không nè, ở phía dưới á, những cái rễ cái nó lọt qua cái lỗ nè. Mình đã hay chưa? Đó, rồi bây giờ mình lại cứ tiếp tục làm như mọi lần, cho qua bên cái thau bên này, rồi mình vẫn cứ đẩy cái dĩa lên, rồi lại cho úp cái chén lên để cho nó nặng. Mình lại đẩy cái này lại. Và mình trong ngày, từ hôm nay cho đến ngày mai là mình cũng cứ cách 8 giờ đồng hồ là mình tưới lại một lần như vậy. Thì từ bữa nay tới ngày mai là mình cũng tưới thêm 2 lần như vậy nữa nha. Đậu mà mình ủ để làm giá đã được 3 ngày rồi này các bạn. Mình mở cái bao xốp đen ra này. Đây, như các bạn thấy này, giá nó đẩy lên cao chưa nè. Mình gỡ hết mấy cái này ra ha. Wow, nè, như các bạn thấy nè, giá mà nó đội lên cao như vậy này nè. Để mình gỡ ra để cho các bạn cùng xem luôn ha. Núm 2 đầu này, và mình núm 2 đầu này. Nó chặt lắm này các bạn. Đây. Mình ấy để cho các bạn coi. Wow,
cái cây giá nó dài dữ này, thấy không? Đó nè, cái nhìn đã chưa, mình gỡ ra luôn ha, nè thấy rất là đẹp luôn nè, mình cứ từ từ mình gỡ ha. Nó mọc rễ mà nó xuyên qua mấy cái lớp vải mùng đó các bạn. Nhìn cái cọng giá đẹp chưa này. Như vậy là tổng cộng là mình làm là có khoảng hơn 3 ngày à các bạn. Coi như 3 ngày 18 tiếng, coi như 8 tiếng là 8 tiếng cái lúc mà mình ngâm đậu á, là mình ngâm là 8 tiếng. Để còn từ lúc mà mình ủ giá là đúng 3 ngày à. Những cái cây giá nó dài này. Wow, thấy không? Nhìn đã chưa này. Rồi để mình đem cân á, mình cân thử coi. Mình có cái cân đây. Được 800 gram thì mình trừ đi cái rổ là 100 gram, như vậy là 100 gram đậu á, là ra được 700 gram giá đó các bạn này. Thì cái cây giá của mình làm cái cách này nó rất là ngon này. Nhìn cái cây giá nó gầy gầy dài dài này. Thế là cuối cùng là mình cũng được một rổ giá, để mai là mình làm cái món giá xào ăn này. Chúc các bạn cũng làm được thành công như mình nha. Mến chào các bạn.